Chào các bác, chúng ta đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của bên Xưởng Tượng Gỗ ạ. Và hôm nay thì em lên cho anh em mình một tác phẩm Di Lặc được làm trên một cái phôi gỗ chắc. Và em sẽ lên kích thước của tác phẩm này ạ. Tác phẩm này của em có chiều cao là 58 ạ. Chiều ngang của tác phẩm là 28. Và chiều sâu của tác phẩm là 20 ạ. Em sẽ quay sát lại để anh em mình các bác chúng ta cùng ngắm kỹ hơn về tác phẩm này. Tượng Phật Di Lặc, khi các bác chúng ta trưng tượng Phật Di Lặc trong nhà mang tới tài lộc may mắn ạ, phúc lộc dồi dào. Và đây cũng là một trong những cái tác phẩm hàng đục tay ạ. Dáng của cụ là dáng đứng, từ dáng thế được làm vô cùng là sắc nét và tỉ mỉ ạ. Nụ cười hoan hỉ. Đây còn để lộ ra cả những cái hàm răng, lông mày đi từ những cái phần bên trên tỉa rất là kỹ càng. Khóe mắt đây còn có cả những cái vết chân chim. Và cụ còn đeo nguyên cả một chiếc vòng nữa các bác ạ. Tràng hạt làm tròn đều. Và toàn bộ những phần này của em đều được làm kỹ càng và làm nổi hết lên các bác ạ. Khánh bên dưới cũng vậy này. Đánh di sừng toàn bộ. Giải dây được nối với nhau bằng những cái giải dây. Và bức này của em thì là Di Lặc Tam Phúc. Trên vai cụ còn có nguyên cả những cái trái đào. Cụ đang nâng một cái trái đào. Cả những cái bông hoa được làm tròn trịa ra như này các bác ạ. Bàn tay, móng tay làm như thật. Cậu bé tiểu đồng bên trên này. Đây còn có cả những cái búi tóc. Dáng đứng cũng rất là đẹp ạ, thần thái. Dưới đây là bên cạnh đây thì còn có một cô bé tiểu đồng. Cả những cái phần mà buộc tóc hai bên, những cái phần tóc làm rất là nhỏ. Đây đang nở một cái nụ cười các bác ạ, nhìn rất là duyên dáng. Và dưới đây của em là nguyên những cái phần tả áo được làm vô cùng là kỹ càng các bác ạ, mềm mại. Cậu bé tiểu đồng, một tay nâng thỏi vàng, còn một tay thì cầm những cái đồng tiền xu. Đấy, dáng đứng cũng được, chân cũng được làm canh ra. Và là nhỏ xíu như này thôi mà làm diện làm rất là sắc nét các bác ạ. Cây nấm ninh chi này. Và bên cạnh đây của em thì có nguyên cả một chú lân sư nữa. Đánh từ nước ra, phần tai, những cái phần lông xoáy ở trên đầu này. Bên dưới đây toàn bộ đều được đánh di sườn hết ạ. Và bức này của em cũng là một cái phôi gỗ liền lạc. Anh em mình ngắm này, đằng sau, đằng trước làm tứ diện hết. Phía sau đây còn cả những cái chiếc nón bông hoa. Đấy, những cái đường gân cũng được phác họa lên. Và toàn bộ những cái dải áo làm mềm mại ra. Và chất gỗ chắc là anh em mình đấy, bức này của em mới vào một cái lớp lót thôi. Nhưng mà sờ đây nó mịn màng lắm các bác ạ. Đất đá cũng được phác họa nổi hết ra các bác ạ. Tay cụ còn cầm nguyên cả những cái đồng tiền xu được lối vào với nhau như này ạ. Cây dưới đây còn có cả một cái cây nhân sâm. Ná nhân sâm cũng được làm nổi ra hết như này. Một cái phôi gỗ liền lạc. Và bức này thì anh em mình để trên bàn thì vừa phải các bác ạ. Bác nào mà đang quan tâm tìm kiếm cái sản phẩm tượng Di Lặc thì anh em mình hãy để lại bình luận ở bên dưới video này các bác nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của bên Xưởng Tượng Gỗ ạ.